Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghi Xuân vừa phối hợp với xã Xuân Hải tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom, phân loại và xử lý rác tại nguồn cho 108 hộ gia đình thuộc thôn Hải Lục. Tham gia tập huấn, các chị em được trao đổi các kiến thức cơ bản về bảo vệ tài nguyên môi trường, thực trạng và giải pháp trong thu gom, xử lý rác thải, vai trò của hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, công nghệ ứng dụng xử lý rác thải và chất thải, thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, sử dụng rác thải sau phân loại làm phân hữu cơ, v.v. Ngoài ra, còn được trang bị các kỹ năng xây dựng mô hình hộ nông dân tham gia thu gom, phân loại và xử lý rác thải nông thôn, kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường. Lớp tập huấn góp phần làm thay đổi hành vi, thói quen lạc hậu, ảnh hưởng xấu đến môi trường, sử dụng có hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường từ mỗi hộ gia đình. Dịp này, xã Xuân Hải đã trích nguồn kinh phí trên 10 triệu đồng, mua 110 giỏ rác và làn nhựa để trao tặng cho các hộ gia đình thôn Hải Lục, thuận lợi trong việc thu gom và phân loại rác.